Vi Hành Cùng Sao. Chương trình review độc đáo và chân thật về ẩm thực, các dịch vụ sức khỏe, làm đẹp, những địa điểm check-in sống ảo hoặc những nơi vui chơi giải trí đang gây sốt cho giới trẻ, hấp dẫn, vui nhộn và nhiều màu sắc. Chương trình Vi Hành Cùng Sao sẽ là nơi mà Winner cũng như là Việt Thi sẽ dẫn các bạn đi review những quán ăn, ẩm thực nè, hay là làm đẹp, thể thao mà các bạn cực kỳ quan tâm trên mạng nha. Và đồng hành với Việt Thi và anh Winner ngày hôm nay cũng chính là anh Cameraman. Yeah, yeah, yeah. Và một chiếc GoPro nhỏ xíu như vậy, cũng như mọi ngày là sẽ bắt cận cảnh từng góc quay để có thể review cho các bạn một cách chân thật nhất. Yeah. Bây giờ chúng ta sẽ quẹo vào cái hẻm này, chúng ta sẽ tới rồi. Ok, go. Đây á? Bên đây nè. À đây á? À. Ồ, cứ tưởng bên kia. Wow. Trời. Wow. Hấp dẫn quá vậy, siêu hấp dẫn luôn. Đó, cô bán hàng rất là dễ thương luôn, còn cười nữa, chị cũng vậy nữa. Đó, mọi người mình thì thấy mới vô thôi là hạ đã thấy rất là niềm nở rồi. Và cái mùi hương của cái mùi xiên chia, xiên nướng ấy, nó bốc lên, trời ơi. Cho con hỏi là bây giờ cái món mà thường thường ở đây là phá lấu không cô? Dạ, vậy cô cho con, anh có ăn được phá lấu không vậy? Anh không ăn được, nhưng mà nếu mà em có mời thì anh sẽ thử. Ok cô ơi, cho con hai xiên phá lấu. Dạ, với lại thêm nữa đi. Ngoài ra mình còn xiên gì nữa không cô? Dạ, còn đùi, còn cánh em ơi. Dạ, vậy đấy con, một xiên đùi, một xiên chân gà với lại một xiên cánh. Dạ. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, con cảm ơn cô. Rồi, đi ra bàn rồi. Trời ơi, sao nhìn hấp dẫn quá vậy? Thơm luôn á. Okay. Anh không hiểu tại sao là anh không biết ăn phá lấu cho lắm, nhưng mà anh lại cực kỳ ấn tượng với quán ở đây. Ờ, tại nó thơm. Cho em hỏi, cái nước chấm này á là của gia truyền của mình luôn hả chị? Nó có gì đặc biệt không ạ? Nó có gì đặc biệt hay là có cần phải bí mật gì không? À, nó gọi là dấu. Cái này gọi là gia truyền. Công thức bí truyền. Wow, như mọi người cũng nghe, đó chính là được từ Đài Loan gửi về. Theo như mọi người thấy thì đây là quán ăn lề đường, nhưng mà mưa thì nước nó cũng không dâng lên lắm, nó cũng không dơ. Đúng rồi, nó có mái che nữa, thì không khí cũng rất là sạch sẽ, rất là thoáng mát. Theo như anh được biết thì giờ mở cửa ở đây nó sẽ mở vào 18 giờ chiều và sẽ bán cho đến khi nào hết thì thôi. Có nghĩa là mọi người sẽ có thể bán đến đêm luôn, nhưng mà anh nghĩ là với cái một món ăn hấp dẫn như này thì bán trong 9-10 giờ là hết rồi. Cho nên là mình nghĩ là mọi người nên đến đây thử đi. Nhìn thôi là thấy hấp dẫn rồi. Do là quán lề đường cho nên là nếu như mà mọi người thích ấy, mà thèm ấy, thì cho dù bất kỳ là nắng mưa hay nào mọi người cũng phải chịu. Tại vì mình đã đến đây ăn rồi, mình cũng phải tận hưởng thưởng thức nó, chứ không phải là vì nắng một tí mưa một tí mà mình lại đòi hỏi thêm, mình cũng phải vào quán này nọ. Hay đến đây anh. Wow. Có rất là nhiều món, nhưng mà trong này chị thích nhất là cái phá lấu nướng với cái chua. Có vẻ như là món này rất là nhiều, được nhiều thực khách săn đón và đón chờ. Khoảng tầm 6 rưỡi thì chúng mới bán. Vậy là chị hay đến đây và mua về cho gia đình ăn, hay là chị sẽ ăn trực tiếp ở đây xong rồi? Hôm nay chị sẽ ăn ở đây xong rồi chị mua về luôn. Một người sành ăn ở đây luôn. Sau này em cũng sẽ giống như chị, em cũng thích ăn ở đây luôn. Chị ăn ở đây được bao nhiêu lâu rồi ạ? Chắc khoảng 5 năm. Chị ơi, đây là cá viên vậy, còn đây là cá viên vậy, còn cái này là gì chị? Đây là mè. Mè. Vậy còn cái này là tim. Cái này là gì nhỉ? Cái là cocao. Wow. Mình cũng có nghe nó đặc sản là cocao nướng nha. Còn đây chính là chân gà. Và món ăn nhất định phải ăn kèm, đó chính là dưa cà chua. Món ăn không thể kèm được. Như mọi người đã thấy hồi nãy, chị ấy có giới thiệu mình là món nước súp gia truyền, là cái dưỡng phá chấm vô trong đó. Đây chính là đùi nướng. Dạ.
ở đây còn có nước xanh với lại trà đá nữa, thì thôi mình cũng nghe nói là nước xanh là đặc sản đây, cho nên cho con hai ly nước xanh ạ. Không biết là cánh gà bao nhiêu nhở, em vẫn chưa hỏi coi là cánh gà bao nhiêu. À, chị ơi có thể cho em hỏi là cánh gà ở đây bao nhiêu được không ạ? Cánh gà ở đây là đùi với là canh à. Cánh gà ở đây là 30.000, đùi gà cũng là 30.000, còn những cái xiên này á thì là từ 12-15.000 một xiên, thì em thấy cũng ok, nhưng mà cánh gà đùi gà thì hơi hơn một tí, nhưng mà không sao, nó ngon là được. Wow. Còn nước xăm là giá một ly là 5.000. Wow, nước xăm giá một ly là 5.000, không thích. Là Winner đã tốt hết đống xiên từ nãy giờ rồi. Anh uống thử nước xăm đi. Đối với mình, nước xăm ở đây nó khác với những cái loại nước xăm khác, là cái tuy là cái màu nó không có đậm, nhưng mà cái vị nó rất đậm. Cái màu nó không, nhìn nó không có đậm nhưng mà cái vị nó rất đậm, và còn kiểu rất ngọt nữa. Nó thanh, nó mát nữa. Thì nếu như mà một ngày mưa lại đây ăn được nóng, uống nước này nữa, trời ơi, xuống. Ăn cái tim ở đây ấy, mà chấm cái nước sối mà Winner mới vừa đút ấy, thì nó vừa có vị cay cay, nó dịu chứ nó không quá cay, và nó có vị ngọt, có vị mặn hòa quyện với nhau, ăn có vừa vui rồi nữa, trời ơi nó sướng. Món của bạn giống bàn kế bên nó ra rồi. Uầy, đây là món gì? Pha lấu dĩa. Đây là món pha lấu dĩa, món mình đến đây là phải thử, đến đây là phải thử luôn. À, mình review lại một chút một cái dưa chua hồi nãy, là nếu như mình tính theo dưa chua Việt Nam thì nó rất là chua, chua theo cái phong cách Việt Nam. Còn cái này, cái dưa chua này nó rất là ngọt, ngọt một kiểu ngọt thanh ấy, nên ăn rất là xí. Ok, nhìn cảm quan lúc đầu cái món pha lấu này nhìn nó rất là bắt mắt nha. Ở đây chúng ta có lòng nè, có dưa cải nè, có dưa leo này, có ớt này, và hình như là có một cái nước sốt gì đó ở đây trên này, từ dưới lên. Bóng ha. Nhìn trông rất là bắt mắt đúng không mọi người? Anh nghĩ là bây giờ mình sầu luôn cái này. Anh đút em đi. Ok. Em muốn ăn có cái này nữa. Từ đi anh, từ đi làm gì mà. Thường thường ấy mà các bạn ăn tèo, ăn lòng rồi các thứ nó sẽ bị đắng đúng không? Ở đây không hề nha. Cái vị của nó vẫn giữ đặc trưng của cái vị nước sốt, rất ngon. Nó hơi cay cay một tí. Và cái vị của nó ngọt, dịu nhẹ, thanh. Anh thấy sao? Cái lòng ở đây nó ăn một lúc thì hơi dây, lúc đầu thì giòn giòn, bắt đầu sau dai, xong ăn xong nhai rất là đã. Và cái nước sốt ở ngoài ấy, nó rất là kiểu như là ngấm ở trong cái lòng ấy, nên là ăn rất là hòa quyện. À, cái này ngon thiệt luôn á, mình nghĩ là tới đây kêu dĩa này đầu tiên ra trước đi. Ăn cho nó hưởng thức được hết toàn bộ nguyên một cái buổi của mình là có cái món này á. Và giống như Việt Thi nói, những cái cánh gà nướng nè, đùi gà nướng nè, hay là chân gà nướng thì nó cũng đều giữ hết một hương vị hết, là nó giống như cái vị nước sốt này, và nó rất là ngấm. Nếu như mà bạn nào mà không ăn được pha lấu giống như anh Winner á, mà kiểu đã thử pha lấu ở đây rồi luôn mà không ăn được, thì mình có thể kêu thêm chân gà nướng nè, có thể kêu thêm cánh gà hoặc là đùi gà. Và mình có để ý là ở đây có các bạn học sinh, các bạn sinh viên này đi qua đi lại rất là nhiều và thích ăn ở đây nữa. Ok, như mọi người cũng thấy thì nè, Việt Thi lúc nãy Việt Thi cũng có nói là người Hoa, là các cô chú ở đây có nhập một cái loại nước sốt từ Hoa về, là mấy cô chú đang phết cái nước sốt đó lên cái xiên á, thì như cái lúc mà mình ăn á, mình cảm thấy cái vị của cái nước sốt nó thấm vào thì rất là ngon. Đó chính là một cái công thức mà gia truyền bí kíp luôn, không có được tiết lộ ra ngoài, cái này gọi là bí mật. Bác ơi, bác cho con hỏi là mình đã mở quán được bao lâu rồi không ạ? Vậy là mình có mấy xe giống như vậy rồi chứ? 5 xe, nhưng mà bây giờ dẹp hết rồi. À, vậy là chỉ còn 1 xe nè. Vậy là đã mở được 24 năm. Trước đây là có 5 xe nhưng mà bây giờ dẹp hết 4 xe rồi, chỉ còn còn 1 xe thôi. À cô ơi, cô cho con hỏi cô là cô bán suốt nguyên một cái thời gian nguyên cả năm vậy luôn, hay là cô có ngày nghỉ không cô? Ủa vậy thường thường những cái ngày nào mà cô đi vậy cô? Những cái ngày nào cô thường hay đi ấy là... Vậy là ở đây mấy bạn phải là đi tới đi lui, lựa ngày, cái thứ mới được đó nha. Quán này đắt lắm đó. Với lại cô chủ nhà đó, cô chủ rất là xì tin, đi Canada, đi Mỹ, đi này đi nọ, đi chơi, du lịch, các thứ.
Thì mình thấy ở đây rất là thú vị luôn, cái gì cũng thú vị, ngay cả cô chủ quán, ngay cả các anh chị phục vụ, tất cả, ngay cả những món ăn, tất tần tật, tất cả mọi thứ nó đều thú vị hết. Ngày như vậy chỉ tiêu của cô là bán hết tất cả mọi thứ cô mới về hay sao? Bán 9 giờ không chừng, 10 giờ không chừng, 11 giờ không chừng. Vậy là cô bán hết cô mới ngừng thôi. Wow. Một ngày cô dùng bao nhiêu ký đậu bắp rồi vậy cô? Một ngày dùng 5 ký đậu bắp, ghê không? Sau này mỗi khi một ngày sẽ mở quán như vậy chứ có tiền đi Canada, đi Mỹ, đi chỗ. Wow, vậy là no. No cũng chết rồi. No quá trời, anh tính tổng sơ từ nãy đến giờ mình gọi tổng cộng hết tất cả đồ ăn thì tổng cộng là 190.000 cộng thêm 2 cốc nước sâm nữa là tròn 200.000 luôn. Trời ơi, có tính ra có nghĩa là hai người ăn chia đôi ra là 100.000 mà trời ăn thả phanh, ăn no nê luôn. Ăn mà có thể nói là dư luôn á chứ. Đúng rồi. Đúng rồi, anh ăn no luôn mà. Trời ơi, còn một cái cánh gà, một cái chân gà luôn. Sao để trừ lại làm gì ạ? Trừ lại đây xí đem về cho người thân ăn. Với cả là ở đây mọi người có thể thấy là đến chưa đến quá là tối muộn ấy, nhưng mà cảm thấy là đường đi qua đi lại rất là đông đúc nên là cũng cảm giác cho mình ngồi ăn ở đây kiểu rất là phấn chấn, tinh thần nó rất là vui vẻ để ăn ngon hơn nè. Và ngoài những cái chỗ này ra thì Việt Thi và Winner cũng đã gọi thêm một phần mang về nữa, chắc là cho nhóm B336 ăn cùng chia sẻ. Chứ mình có đồ ăn ngon mình phải chia sẻ cùng đúng mọi người rồi. Đó, còn đến em. Và đối với Việt Thi, mấy cô chú ở đây, mấy anh chị phục vụ thì rất là dễ thương, rất là tận tình luôn, mà kiểu có món nào ngon à, nè con thử món này, xong rồi cô chủ thì rất là xì tin, đi Canada, đi Mỹ rồi, nhìn thì rất là dễ thương luôn. Và cái gì nữa ta, nói về hương vị thì ở đây có một hương vị rất là đặc trưng đó, thì khi mà các bạn đến đây các bạn sẽ được ăn một cái loại nước sốt đem từ bên Hoa về. Thì cái vị đó không phải là ở đâu cũng có mà chỉ có ở quán này mới có thôi đấy. Thì nếu như mình đối với cả không gian ở đây nữa, tuy là ở ngoài lề đường rất là tấp nập, rất là vui nhộn, mà mọi người tưởng tượng đi, nguyên cả một đám bè ngồi, cả một đám bạn bè ngồi ở đây, xong rồi kiểu bà tám này nọ thì cực kỳ vui luôn. Như vậy nhưng mà nhìn không dơ nha, mưa nhưng mà không hề dơ một tí nào nha. Nhưng mà có phải hôm nào cũng mưa đâu, trời rất là mát, ra ngồi đây rất là mát luôn á. Đó, nếu như mà đánh giá một cách tổng quan nhất thì Việt Thi sẽ cho 8/10. Còn anh đánh giá trên thang điểm 5 sao thì anh sẽ đánh giá là 4.5. Ghê vậy ta. Rồi, vậy là ngày hôm nay Việt Thi và Winner đã đến và giới thiệu cho mọi người biết về một quán phá lấu nướng rất là ngon rồi. Thì cũng như là tụi mình đã ăn rất là no say rồi, thì bây giờ cũng đã đến lúc phải kết thúc chương trình rồi. Hẹn gặp lại mọi người trong những tập lần sau nha. Và nhớ hãy like, share and subscribe cho kênh YouTube của Vi Hành Cùng Sao. Và nhớ hãy cổ vũ cho Việt Thi cũng như là Winner thật nhiều nha. Bye bye. Peace.